Mến chào cô bác anh chị em. Hôm nay em chuẩn bị giao một bộ vỏ máy. Máy này là máy Kuta lòng 76 ha. Đèn cầu inox phone combo nguyên bộ ha. Bình đề đầy đủ anh em. Máy này có sử dụng rồi anh em. Vỏ 61 lái 1 mét. 61 lái 1 mét. Đây chuẩn bị chạy đi giao anh em. Này giao về Miệt Thứ Kiên Giang anh em, về Miệt Thứ Kiên Giang. Đó, nhà cầu inox ha. Máy thì máy sử dụng rồi anh em. Nguyên combo này bình đề đầy đủ cho mình có cái giá bán là 15 triệu anh em. Vỏ sát mốt rồi nha. Chú ý là chạy lấy tốc độ. Anh em có vỏ cũ, vỏ mới đầy đủ ha. Cũng còn một chiếc ha. Anh em nào có đầu xài thì alo ha. Em chuẩn bị đang đi để đi giao. Xin chào cô bác anh chị em ha. Để hẹn gặp lại. Con combo đó 15 triệu anh em ơi, bình đề đầy đủ luôn, khá tốc độ, máy cũ mà chạy còn rất ngọt nha anh em. Dàn cầu inox mới toàn bộ luôn, siêu rẻ cho anh em rồi đó. Tay giữ dàn cầu bây giờ nằm như vậy cũng khoảng 7 triệu anh em, bình đề này nọ đó. Cá tốc độ rồi.